Một ngày xài tiền cũng tớp tấp cơ. Mà trước khi đi cũng phải make up xương xương cái đã. Mà tao nói dạo này thức khuya rồi ăn uống đồ nóng không mặt mày thấy ghê gì đâu luôn á. Nên là phải dọn lên mặt một lớp kem nâng tông cái đã. Loại này á thì lúc trước tôi cũng đã có review rồi, nhưng mà đây là bản nâng cấp xịn sò hơn nha. Trong này thì có update thêm 5% niacinamide, mà còn có thêm glutathione và chỉ số chống nắng cũng cao hơn nữa. Chất kem thì cũng lỏng, dễ tán và thấm nhanh hơn. Nên là bản mới này xứng đáng được tôi cho thêm một điểm cộng. Rồi tiếp tục chuyên mục xài tiền cùng với tôi. Thì chuyện là 1/6 là tôi cũng muốn tặng quà cho bé mami của tôi á. Mà ngày mai là phải về quê rồi, đó là tranh thủ ghé qua Lam Thảo liền. Đó giờ toàn mua online không à, lần đầu tiên mà tôi ghé qua shop luôn á. Tao nói bạc ngàn là đồ luôn, từ phụ kiện, skincare, makeup cái gì cũng có hết. Mà cũng hên là ở nhà tôi đã định sẵn là đến mua cho mẹ mấy con hũ kem dưỡng của Ebona. Chứ mà không là không biết lựa tới khi nào mới xong luôn á. Mẹ tôi than á là dạo gần đây á da mẹ tôi hơi khô, với lại lớn tuổi rồi cũng xuất hiện nám nữa. Mấy cái em này á thì tôi có sử dụng qua hết rồi, thấy ok la lắm, là lần này chốt hạ về cho mẹ luôn, không có cần phải suy nghĩ lăn tăn gì nhiều hết á. Rồi tranh thủ lấy thêm chai sữa rửa mặt của Rep nữa, chứ mẹ tôi hồi đó giờ không có chịu làm sạch da đâu. Tới đi lui ấy, cái lại lấy thêm một cái chai tẩy da chết dạng bột của Neozen. Lúc này là tôi đang hỏi ông bồ tôi có chịu xài hay không nè, mặt ổng nhiều da chết dữ lắm. Lúc chót là tôi chốt hạ thêm một cái em kem mắt của Shermedic, mới vừa có 10 phút bà mà cái vỏ sách không nổi luôn vậy đó. Xong rồi đó, đem quà về cho mẹ thôi.